Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và câu hỏi mà chắc chắn quý vị và những ai quan tâm đến tình hình chính trị của nước Mỹ từ ngày hôm thứ hai cho đến ngày hôm nay sẽ hỏi một câu rằng nếu như tòa tối cao đã ra phán quyết là cựu tổng thống Trump được quyền miễn truy tố về hình sự đó vậy thì những cái vụ truy tố đang diễn ra trong suốt cái thời gian vừa qua sẽ ra sao đây thì nhiều người đang hoài nghi và chán nản và đưa ra câu trả lời ngay tấp lự có nghĩa là là nó sẽ rơi rụng chứ làm sao. Ông Trump vào nửa đêm ngày thứ ba, ông vẫn còn đang lân lân với cái câu phán quyết của tối cao pháp viện. Và ông cho rằng đây là một chiến thắng rất là lớn cho bản thân ông cũng như là nền dân chủ của nước Mỹ. Ông đã viết lên trên trú Social, ông nói là cái phán quyết ngày hôm nay á, là một cái cú mà trừng phạt lớn và đá vào cái mông của tay cuồng điên uh, tay cuồng loạn công tố viên đặc biệt Jack Smith mà đã bị giật dây bởi cái ông Joe Biden để mà hãm hại đối thủ chính trị của mình đây là một ngày rất là tồi tệ cho Jack Smith và quý vị như phần 2 chúng tôi có nói những người ủng hộ ông Trump trong những ngày này đang cảm thấy rất là lân lân bởi những cái tin tức tốt lành mà có lợi cho bên phía ông Trump vẫn diễn ra trong suốt cái thời gian vừa qua. Và um, ông Trump có lẽ là vì vậy cho nên ngày thứ ba nhiều người nói vui là ông nửa đêm Trump không ngủ chỉ vì quả đu đủ mà ông ném vào mặt ông Jack Smith. Và gần như luật sư của ông Trump cũng đồng thời xuất hiện trên CNN vào nửa vào tối ngày thứ hai đó và nói rằng cái hồ sơ mà ông Jack Smith truy tố ông Trump đó, cần phải ném vào sọt rác bởi vì nó không có căn cứ về hiến pháp nữa. Và bởi vì tối ca pháp viện đã nói là được quyền miễn trừ thì Jack Smith đâu còn cái cơ sở nào để mà truy tố ông Trump. Và nói đâu xa thưa quý vị, trong cái phiên tòa trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniel ở Manhattan. Một lần nữa quý vị đã biết rằng bồi thẩm đoàn đã đồng loạt đưa ra phán quyết rằng ông Trump có tội. Và lẽ ra ngày 11 tháng 7 sắp tới đây nè là ông tòa ông Juan Merchant sẽ đưa ra bản án là liệu ông Trump sẽ đối diện với cái hình phạt nào đây là án treo hay là quản thúc tại nhà hay là sẽ phải vào tù. Nhưng mà nhiều chuyên gia về pháp lý nói khó lòng khó lòng với một cái tội nhẹ trong cái mức mà hình sự như vậy mà lại phải vào tù. Anyway, dù gì thì theo cái lịch trình ngày 11 tháng 7 sẽ là ngày mà người dân Mỹ biết được cái mức án dành cho cựu tổng thống Donald Trump. Vậy mà chỉ vì cái phán quyết của tối cao pháp viện thưa quý vị mà ông tòa ông Hoi Merchant đã đưa ra cái quyết định loan báo vào ngày hôm thứ ba rằng cái ngày mà công bố bản án đó nó sẽ dời lại đến ngày 18 tháng 9. Bởi vì luật sư của ông Trump nại dẫn như thế này nè, trong suốt cái phiên tòa có những cái phần mà dẫn chứng và cả những cái phần điều trần của các nhân chứng mà được vời ra đó rời ra tòa đó có những cái nội dung mà nó liên quan đến cái thời điểm mà ông Trump đang ngồi ở trong tòa bạch ốc là chủ nhân của tòa bạch ốc rồi và theo phán quyết của tối cao pháp viện là ông phải được quyền miễn truy tố về hình sự cho nên những cái lời khai của nhân chứng ví dụ như giám đốc truyền thông của ông Trump ở nhiệm kỳ 45 đó là cô Hopkins cổ khai rằng là ông Trump nói chuyện với ông Michael Cohen sao, ông Trump nói chuyện với những cái giới chức sao xung quanh cái chuyện là Stormy Daniel như thế này, thì tất cả những lời khai đó không được trưng ra với vai trò là nhân chứng. Và vì vậy, chỉ cần một yếu tố trong phiên tòa mà không có giá trị thì toàn bộ phiên tòa sẽ không còn giá trị nào nữa. Thì đó là cái ý kiến bên phía luật sư của ông Trump đưa ra ngay lập tức vào ngày thứ ba chánh án Hoa Mơ mới yêu cầu rằng ok, vậy thì sẽ dời đến ngày 18 tháng 9 mới đưa ra cái bản án. Nhưng mà không biết là có ngày đó hay không thưa quý vị. Còn cái chuyện Jack Smith, cái hồ sơ truy tố của ông Jack Smith, hai cái hồ sơ là Malago, tài liệu mật ở Malago. Quý vị biết là Aileen Cannon, chánh án, đã trì hoãn vô thời hạn, không biết ngày nào mới đưa ra xét xử. Còn cái hồ sơ bạo loạn quốc hội do bà chánh án Tanya Chuckin, xét xử đó thì lẽ ra nó phải được xử vào hồi tháng 3 nhưng vì cái câu trả lời là có hay không ông Trump được quyền miễn truy tố về hình sự cho nên nó cũng kéo dài vô thời hạn như thế này. Tòa tối cao pháp viện đã đẩy trái bóng trách nhiệm xuống lại cho bà Tanya Jackson để trả lời một số những cái tội danh mà Judge Smith truy tố đó liệu nó nằm trong cái đặc quyền của tổng thống hay là nó nằm với vai trò tư cách cá nhân thì đây là một phép thử rất lớn dành cho bà Tanya Jackson. Quý vị cũng không quên chính nhân vật nữ chánh án này đây đã từng có một cái câu nói vô cùng kinh điển rằng tổng thống không phải là vua huống chi ông Trump không phải là là tổng thống. Nhưng có lẽ bây giờ bà Tanya Jackson đang nghĩ thầm trong bụng, ông Trump không phải là tổng, không phải là vua nữa, nhưng ông sẽ là vua vào năm 2025 nếu như những lá phiếu của cử tri trong cái kỳ bầu cử sắp tới quyết định chọn ông Trump làm lãnh đạo của nước Mỹ. Và ông trong cái dòng thời sự đó đó chúng tôi đọc được một cái ý kiến của một vị thẩm phán là ông Glenn Thomas thưa quý vị đây là nhân vật thẩm phán bảo thủ mà bên phía dân chủ đó nhiều lần đặt ra cái câu hỏi là tại sao ông Glenn Thomas có quá nhiều những cái thiên kiến về chính trị và bà vợ của ông là Ginny Thomas đã tham gia vào cái ngày mà bạo loạn quốc hội 6 tháng Giêng đó, bà cũng xuất hiện trong những cái phiên họp rồi kêu gọi là những người ủng hộ ông Trump hãy tiến về quốc hội, rồi bà đốc thúc ông cựu chánh văn phòng tại Bạch Ốc Mark Meadow. phải làm gì để đảo ngược kết quả bầu cử đi chứ. Lẽ ra với những cái tì vết như vậy thì ông Glenn Thomas hãy nên đứng qua một bên, đừng có tham gia trong cái câu chuyện ông Trump miễn truy tố về hình sự, nhưng không ông clan thomas không chịu rút lui chẳng những như vậy vào ngày hôm thứ hai ông viết trong một cái phán quyết như thế này nè ông đặt một cái dấu hỏi rất lớn về cái tư cách pháp nhân của ông Jack Smith công tố viên đặc biệt thưa quý vị ông nói y chang cái quan điểm của bên phía luật sư ông trump đã từng đưa ra trước đây nói rằng ông Jack Smith do ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm nhưng mà chưa có được Thượng viện thông qua. Vậy thì Jack Smith có đủ cái vai trò, đủ cái tư cách để mà truy tố cựu Tổng thống hay không? Khi mà theo hiến pháp của nước Mỹ, công tố viên đặc biệt phải được Thượng viện chuẩn thuận. Vậy thì Jack Smith chỉ là một công dân Mỹ bình thường. Một công dân Mỹ bình thường mà có quyền truy tố cựu Tổng thống ư? Ừ, chuyện đó là impossible. Đó là quan điểm của ông thẩm phán Clint Thomas đã đề cập trong cái phán quyết tối cao pháp viện đưa ra ngày hôm thứ hai thưa quý vị và ông Krantermer còn đi xa hơn cho là nếu như vậy nếu như Jack Smith không đủ tư cách để mà truy tố cựu tổng thống vậy thì những cái hồ sơ mà Jack Smith đang treo đuổi phải nên vứt vô sọt rác là vừa. Đó là một cái diễn tiến chúng tôi xin cập nhật với quý vị để có cái nhìn đa chiều như vậy. Nhưng mà trong cái dòng thời sự đó đó có nhiều chuyên gia về luật họ nói rằng hãy bình tĩnh, khoan, khoan trong cái nước sôi lửa bỏng như thế này mình hãy bình tĩnh và đừng có diễn giải cái phán quyết của tối cao pháp viện theo cái chiều hướng cho rằng ông Trump được coi như là một cái blanket statement, tức là một cái quyền miễn trừ tuyệt đối. Không, những cái quyền nào mà đặc quyền, những cái hành động nào mà nằm trong cái đặc quyền của Tổng thống đó thì ông Trump sẽ được che chắn, được bảo vệ. Nhưng những cái hành động mà không có nằm trong cái đặc quyền đó đó thì ông Trump sẽ phải bị truy tố. Và như vậy một lần nữa cái trái bóng trách nhiệm bây giờ đã đặt vào tay của bà thẩm phán và chánh án Tanya Chukin. Có một số những cái điều mà Jack truy tố ông Trump mà những chuyên gia về pháp lý họ nói rằng nếu mà bên công tố mà diễn giải tốt mà lập luận tốt đó thì có thể đưa ra tòa một lần nữa với bà Tanya Chukin. Ví dụ như cái chuyện là ông Trump ngay đầu ngày ông đã đứng cái vụ mà bạo loạn quốc hội, ông đã kêu gọi dòng người biểu tình hãy fight like hell, hãy chiến khô máu luôn để mà ngăn ngừa cái chuyện chứng nhận kết quả bầu cử thuộc về chiến thắng thuộc về ứng cử viên joe biden thời điểm đó thì cái điều đó không phải thuộc về đặc quyền tổng thống mà đó là với cái nguyện vọng với cái vai trò cái mong muốn của ông trump muốn được ở lại cái quyền lực của mình cho nên cái chuyện này có thể truy tố được đó là một trong những ý kiến mà chuyên gia về luật họ đưa ra như vậy hay là cái chuyện ông trump cùng với cái nhóm cố vấn của ông để dựng nên cái danh sách đại cử tri đoàn giả để muốn là nộp vô cho quốc hội liên bang đảo ngược kết quả bầu cử thì họ nói là không có tổng thống mỹ nào được che chắn được bảo vệ bởi cái đặc quyền hành pháp mà lại bảo vệ như vậy tuy nhiên để trả lời cho những cái ý kiến này thưa quý vị luật sư của ông trump vào ngày thứ ba họ nói rằng là ngay cả cái hành động lập ra cái danh sách cử tri đoàn giả để nộp vô quốc hội đó cái chuyện này cũng được che chắn được bảo vệ bởi đặc quyền miễn truy tố của tổng thống bởi vì đơn giản tất cả những hành động ông Trump đang làm, nghĩ sao ông còn đang là ông chủ của tòa Bạch ốc thì tất cả những hành động của ông làm đều phải được quyền miễn truy tố. Đó là lập luận bên phía luật sư và một lần nữa tranh cãi của nước Mỹ hiện nay đang ngút trời vấn đề còn lại là mọi cái phép thử đang đặt vào tay của bà tanya jackin liệu là bà sẽ quyết định như thế nào nhưng mà những người quan sát về tình hình họ lo ngại rằng tất cả những cái hồ sơ truy tố của cựu tổng thống trump từ ở georgia cho tới liên bang tất cả sẽ dần rơi rụng hết thưa quý vị đó là câu chuyện liên quan tới ông trump và trong cái dòng thời sự đó đó thì quý vị biết là bên phía đảng Dân Chủ như chúng tôi thưa phần đầu đang rất là lo ngại là liệu ông Biden có đủ sức cứng cửa và đi tiếp từ đây cho đến ngày 5 tháng 11 trong cái cuộc bầu cử sắp tới hay không. Và mặc dù ông Biden thì vẫn cương quyết là tôi không rút lui, tôi sẽ chiến tiếp. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ vẫn đang rất là hoang mang Thì trong cái dòng thời sự đó, đó người ta bắt đầu ngó nghiêng. Người ta nhìn về bà Kamala Harris liệu là có thể sẽ kế thừa cái chiến dịch tranh cử của ông Trump ấy, của ông Biden hay không hay là ông Gavin Newsom nhân vật đang được rất là nhiều người để mắt tới. Đây không phải là họ đợi đến bây giờ họ mới nhìn về Gavin Newsom thưa quý vị mà từ năm ngoái những người mà đang kỳ vọng là ông thống đốc California trẻ trung, hoạt bát, lanh lợi, sắc bén có thể đại diện cho ông Biden ra so găng với ông Trump nhưng những cái cuộc thăm dò khác nhau thì cho thấy là Gavin Newsom chưa đủ để mà so găng với cựu tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò. Diễn tiến mới nhất đây thưa quý vị là vào tuần này, ông thống đốc của California sẽ đi tới New Hampshire. New Hampshire quý vị biết là nơi và vào uh, thời gian sắp tới đây. Vào tháng ngày 7, ngày 8 tháng 7 sẽ diễn ra đại hội của Đảng Dân chủ toàn quốc và tại đại hội đó đó, người ta kỳ vọng là sẽ đề cử ứng cử viên Joe Biden ra so găng với lại ông trump nhưng mà không biết là từ đây đến đó còn gì thay đổi hay không mà bây giờ tự nhiên thấy ông thống đốc california đi đến new hampshire vào tuần này trong một cái chiến dịch mà ông gọi là uh, một cái chiến dịch mùa hè xanh blue summer campaign một cái chiến dịch mùa hè xanh để bà quảng bá những cái chương trình nghị sự của bên phía đảng dân chủ và không biết là trong cái chiến dịch này, là cái chuyện mà đi quảng bá này, liệu là ông Newsom có nói gì về chuyện là kêu gọi sự ủng hộ đối với ông Joe Biden? Hay đây là một cái động thái mà ông Newsom chuẩn bị để có thể thay thế ông Joe Biden? Chúng ta không biết được phải đợi đến sự kiện để xem nhân vật này nói gì. Nhưng mà ngay trong cái tuần vừa rồi, khi mà vừa kết thúc cái màn tranh luận đó thưa quý vị, và không cần phải đợi truyền thông Nhận xét bình luận, ông Biden nói ngay mà, tôi đã có một cái màn trình diễn thất bại. Ông Newsom cũng nhìn nhận rằng đây không phải là một cái màn trình diễn tốt. Ngay cả ông cựu tổng thống Barack Obama cũng nói là các bạn tin đi, tôi biết đây là một cái cuộc tranh luận mà ông Biden đã làm không có tốt. Thì lúc đó mọi người đã hỏi nhân vật thống đốc California này nè, ông có thay thế ông Biden hay không? Thì Newsom đã nhất mực là phủ quyết cái quan điểm đó, nói rằng tôi không có bao giờ bán đứng ông Joe Biden. Tôi lúc nào cũng ủng hộ Joe Biden hết á. Và đảng Dân Chủ đừng vì chỉ một cái sự kiện này mà bắt đầu là loay hoay hoang mang. Như thế này chúng ta không có đi đâu được hết á. Chúng ta sẽ như những cái con 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 rùa, con thỏ, con rùa mà cứ rụt cái đầu vào cái hố cát lúc này là lúc mà chúng ta cần đoàn kết và ngẩng cao đầu và đi đến về phía trước. Nhưng mà người ta vẫn còn bán tính bán nghi với cái chuyến đi mà ông Gavin Newsom đi đến New Hampshire kỳ này thưa quý vị. Và vào năm ngoái đó, một cái nhân vật khác ở trong quốc hội liên bang là Thượng nghị sĩ John Fetterman cũng là người ủng hộ ông Joe Biden sát nút luôn. Ngay cả trong cái thời điểm đang là khủng hoảng của đương kim tổng thống, ông John Fetterman thượng nghị sĩ đại diện cho Pennsylvania, đã từng chỉ trích thậm chí dùng cái từ f -word để dành cho những vị đồng đảng của mình. Khi mới có một cuộc tranh luận mà đã đòi quay lưng với ông Biden, đồ hèn nhát, thì cũng chính ông John Federman này đây. Vào hồi năm ngoái, ông ấy nói rằng á, có hai nhân vật đang ra tranh cử tổng thống. Một là ông Joe Biden, hai là một cái nhân vật mà đứng ở đằng trong bóng tối để đòi đi đòi đi tranh cử tổng thống. á. Có khác nhau ở chỗ là cái tay đó không có đủ dũng khí để mà tuyên bố với mọi người mà thôi. Đó là cái ý ông John Ferdinand đang ám chỉ Gavin Newsom có tham vọng ra tranh cử, nhưng cứ thập thò đứng đằng sau Joe Biden và không có công bố về điều đó. Và mặc dù một lần nữa Gavin Newsom nói rằng làm ơn bỏ đi cái ý niệm là tôi sẽ thay thế ông Biden, tôi trung thành tuyệt đối với ông Biden, tôi biết rất rõ về ông ấy. Tôi theo sát ông ấy, ông ấy đủ sự minh mẫn để lãnh đạo nước Mỹ. Và mặc dù ông Biden trong cái sự kiện diễn đàn kinh tế thế giới ở trong cái khối Asia ở San Francisco, ông Biden nói cái tay thống đốc này á, hắn giỏi, hắn cừ, hắn có mọi thứ mà một chính trị gia mong muốn, thậm chí nếu mà hắn muốn á nha, hắn có luôn cái job của tôi cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà Gavin Newsom vẫn từ chối vẫn cho rằng là mình sẽ ủng hộ ông Biden. Chúng ta chờ đợi xem thưa quý vị xem có một bất kỳ một cái một cái kịch tính nào sẽ xảy ra bên phía Đảng Dân chủ hay không. Trong cái dòng thời sự đó thì những cái gì diễn biến ngay tại quê nhà ở California của ông Gavin Newsom, chúng tôi cũng xin cập nhật với quý vị. Um, đó là cái mối lo về tình hình kinh tế, cái mối lo về cái giá vật giá ở California và đặc biệt là ở một cái thành phố mà một trong những cái nơi mà thu hút khách du lịch quốc tế đến nhiều nhất á, là ở Santa Monica với cái cảng Santa Monica Pier thưa quý vị thì người ta đang lo ngại là thị trưởng của thành phố này đang kêu gọi á, là hãy rót thêm cả triệu đô la Mỹ để mà bảo vệ thắt chặt an ninh của nơi này hơn bởi vì Santa Monica liên tiếp trong trong suốt cái thời gian vừa qua xảy ra quá nhiều những cái vụ bạo đoạn những cái vụ tấn công và thậm chí là cướp bóc tới mức độ người dân ở thành phố này nói họ cảm thấy bị confused quá mới vừa tung tăng bước ra khỏi bờ biển xinh đẹp rồi đi mua sắm ở những cái khu phương tương xá rất là lộng lẫy đắt tiền xa hoa thì vừa bước ra tới cái bãi đầu xe thì thấy cảnh sát bố ráp khắp nơi rồi trực thăng thì bay ầm trời ở trên đầu để mà truy đuổi tội phạm. Và họ nói rằng ở thành phố Santa Monica cứ gần như là tuần nào cũng có những cái vụ tấn công của dân homeless vô gia cư hay những cái những người mà có vấn đề về tâm thần hay cả những vấn đề về cướp bóc. Và bây giờ, cư dân của thành phố Santa Monica đang rất lo sợ và yêu cầu chính quyền của thành phố nói riêng và kể cả tiểu bang nói chung cần phải có thêm nhiều nguồn lực, có thêm cảnh sát đi tuần tra để mà bảo vệ lập lại an ninh của thành phố này, nhất là một cái điểm đến mà đón tiếp rất nhiều khách du lịch. Đó là câu chuyện của Santa Monica mà chúng tôi đọc được trong thời gian gần đây. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.